Đời tận tụy hy sinh vì con, hạnh phúc khi thấy con vui cười, cõi lòng xơ xác khi con buồn đau gặp chuyện chẳng lành. Đó là cảm xúc, tâm trạng chung mà các bậc làm cha làm mẹ đều đã trải qua. Sống cho con, vì con, đó không chỉ là bổn phận trách nhiệm mà là thiên chức cao quý mà tạo hóa đã ban tặng cho họ trong suốt cuộc đời mình. Thế nhưng có một người phụ nữ chưa một lần được tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi, chưa bao giờ có được diễm phúc làm mẹ, nhưng đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, từ tuổi trẻ, nhan sắc cho đến tiền tài, danh vọng, để đổi lấy một công việc đầy chông gai thử thách và cũng lắm điều tiếng thị phi. Đó là nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ những trẻ thơ bất hạnh không nơi nương tựa thành những công dân có ích cho đời, và coi đó là niềm vui, là lẽ sống của cuộc đời mình. Người phụ nữ đó là Huỳnh Tiểu Hương, sáng lập kiêm giám đốc trung tâm nhân đạo quê hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hơn 20 năm dấn thân vào sự nghiệp nhân đạo, nhất là kể từ khi thành lập trung tâm nhân đạo quê hương vào năm 2001 cho đến nay, không ít lần chị Tiểu Hương nhận được những câu hỏi từ bạn bè, báo chí, lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương rằng vì sao lại chấp nhận đánh đổi cuộc sống giàu sang sung túc, sự tự do thoải mái của một người phụ nữ thành đạt để nhận lấy sự vất vả cực nhọc lo toan cả đời của một người mẹ đơn thân với hàng trăm đứa con thơ dại. Vì sao lại sẵn sàng hy sinh cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc riêng tư vì những đứa con của thiên hạ? Vì sao lại phải bỏ ra tất cả vốn liếng tài sản chắc chiêu gom góp được cho một công việc bị không ít người cho là dại, là khùng? Dẫu mấy chục năm đã trôi qua, hàng ngàn câu hỏi tương tự như thế có đặt ra đi nữa thì mọi người vẫn luôn nhận được câu trả lời duy nhất từ chị, đó là Tiểu Hương muốn cứu lấy sự sống của những sinh linh đáng thương vô thừa nhận, để cuộc đời này không phải có những Tiểu Hương thứ hai, thứ ba và nhiều hơn thế. Con không cần gì ngoài yêu thương. Vì tiền bạc, của cải vật chất, không biết khóc, không biết cười, cũng không biết động viên Tiểu Hương. Nhưng các con là phần thưởng, luôn luôn kêu mẹ ơi. Vì từ nhỏ đến lớn Tiểu Hương rất khao khát hai chữ mẹ ơi. Thì ra trước khi trở thành mẹ của bọn trẻ, chị Tiểu Hương đã trải qua quãng đời thơ ấu đầy cay đắng, nghiệt ngã khi bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Sau đó là một chuỗi ngày dài đen tối với vô vàn chông gai cạm bẫy đổ ập xuống cuộc đời chị. Thế nhưng chính lòng kiên trì, nhẫn nại và khát vọng sống mãnh liệt đã đưa chị từ một cô bé lang thang bụi đời trở thành nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản có được lên đến hàng tỷ đồng vào những năm 1990. Không hề có ý nghĩ tận hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng một mình thay cho những ngày dài đen tối trước đó. Càng không có ý định trả thù đời khi đã có trong tay mọi thứ.
chị đã dồn tất cả tình thương, công sức, tiền bạc cho những mảnh đời cô đơn yếu thế cần được che chở, sưởi ấm. Chính tình yêu thương vô điều kiện của chị là tấm gương, là bài học vô giá đối với các con để chúng cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Từ chỗ lấy tình thương đối đãi với tất cả mọi người, kể cả những người từng rất tâm hãm hại mình, chị đã cảm hóa không ít cuộc đời lầm lỡ để họ vươn lên làm lại cuộc đời. Mọi người vẫn thường nói, không ai có thể chọn được nơi mình sinh ra. Và tất nhiên, không một đứa trẻ nào cảm thấy hạnh phúc khi lớn lên mà không biết cha mẹ của mình là ai. Sự thiếu hụt tình thương của cha mẹ người thân từ thuở bé mãi mãi là một khiếm khuyết không gì có thể bù đắp được đối với tuổi thơ của các em. Thế nhưng khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Ở tại mái ấm quê hương này, ngày ngày các em sơ sinh vẫn được tận hưởng những bình sữa thơm ngọt đầy ắp, thay cho dòng sữa mẹ đã tắt liệm từ bao giờ, vẫn được các bảo mẫu chăm sóc nâng niu từng chiếc tã, tấm áo thay cho bàn tay mẹ đã lìa xa từ lâu, vẫn được sưởi ấm bằng tình thương vô bờ bến của mẹ Tiểu Hương thay cho tình cảm ruột rà đã bị đứt đoạn từ lúc nào. Dù không thật đầy đủ và trọn vẹn, nhưng các em đã được sống một cách bình yên, an toàn. Đối với các em ở độ tuổi lớn hơn thì được học hành và phát triển năng khiếu của mình một cách tốt nhất. Những em khuyết tật thì được học ngay tại trung tâm. Còn gì cảm động hơn khi những đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn luôn chăm chú nghe thầy giảng bài. Những đôi tay không viết được trên giấy nhưng vẫn thoăn thoắt dò bài trên giáo trình chữ nổi. Chính là một ký kim, một ký hai. Rồi có cháu thì khi người ta đẻ thì người ta bó bụng, thì đẻ ra thì tay chân nó bị dị tật. Rồi có cháu thì nó đã nằm bệnh viện 1-2 tháng rồi, thì người mẹ không chịu đựng được nữa thì biết rằng trung tâm nuôi trẻ ổng để con nuôi phòng trung tâm dục. Thì cũng có rất là nhiều cháu là bệnh nhân của bệnh viện Nhi Đồng, thì nuôi 4-5 tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ không chịu đựng được nữa đem đến đây cho. Chất thép trong chị chỉ có thể được hiểu ở một lý do duy nhất, đó là đức tính nhẫn nhịn, chịu khó, quyết tâm vượt lên chính mình, là khát vọng, bản lĩnh vượt qua số phận trong mọi hoàn cảnh để đứng vững trong cuộc sống. Trải qua biết bao phong ba sóng gió của cuộc đời, bao nghịch cảnh chông gai, nhưng chị vẫn sống, vẫn vươn lên một cách đầy kiêu hãnh để lèo lái con thuyền quê hương đưa hàng ngàn mảnh đời khốn khó bất hạnh đến bến bờ hạnh phúc, yêu thương. Bao nhiêu đó đã quá đủ để khẳng định ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của một bông hồng thép Huỳnh Tiểu Hương thời kỳ hội nhập và phát triển. Nếu không có chất thép được hun đúc từ những ngày tháng bé thơ, có lẽ chị đã khó có thể sống sót cho đến ngày nay. Nói gì đến những việc làm cao cả, đáng để mọi người khâm phục, ngưỡng mộ. Sự sống cùng một đứa trẻ sơ sinh phụ thuộc rất lớn vào người mẹ. Vậy mà điểm tựa vững chãi đó đã đẩy chị ra xa. Nhưng rồi chị vẫn sống, vẫn lớn lên từng ngày trong những trận đòn roi kinh khủng, những cơn uy hiếp hành hạ dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Chất thép đã giúp chị không những không gục ngã mà còn trui rèn, hình thành trong chị một tính cách nhẫn nhịn, chịu đựng đến phi thường. Lớn hơn một chút, ngược xuôi theo những chuyến tàu Bắc Nam kiếm sống, phiêu dạt trên những công trường cao su, những cánh rừng bạt ngàn để cạo mũ, tìm tràm, đãi vàng, thậm chí bị bán vào động mại dâm. Chị cũng không cho phép mình gục ngã trước những cơn sốt rét hoành hành liên miên. Những cơn đói khát luôn chực chờ, những trận đòn roi đến kiệt quệ. Chỉ cần một chút bi quan, yếu đuối thôi, nhiều người đã tìm cách tự giải thoát cho mình bằng cái chết, hoặc để mặc cho dòng đời xô ngã về đâu. Thế nhưng chị vẫn cực lực chăm chỉ lao động kiếm sống bằng chính sức lao động của mình và kiên quyết cự tuyệt với thế giới đen tối luôn rình rập cám dỗ mình. Cho nên khi Tiểu Hương nghĩ rằng không có cái gì khó, sợ lòng mình không vậy. Vì cái tình yêu thương thì Tiểu Hương nghĩ rằng sẽ vượt qua các mọi nghị lực. Và sau khi Tiểu Hương được cái vừa báo đài, vừa trên mạng viết
là Tiểu Hương đánh bóng tên tuổi. Thậm chí nhiều người khác đến đây nói rằng nuôi những đứa trẻ mồ côi mà xây dựng để làm gì vậy? Thì Tiểu Hương nghĩ rằng nuôi nó mới gọi là một cái tạm trú mà thôi. Nó không phải là một nơi ở chính thức. Mà nuôi, đối với Tiểu Hương, nuôi là phải có tương lai. Nuôi nấng dạy dỗ con cái, một công việc tưởng chừng như rất đổi bản năng và đơn giản, ai cũng có thể làm được. Thế nhưng chỉ những ai có nuôi con mới hiểu hết nỗi gian nan vất vả của người mẹ. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời cho đến khi khôn lớn trưởng thành là cả một chặng đường dài, đòi hỏi cha mẹ phải gồng gánh hàng trăm ngàn nỗi lo. Vì vậy mà hầu như mỗi gia đình ngày nay chỉ dám có từ một đến hai con. Ở đây người mẹ đơn thân Huỳnh Tiểu Hương lại có đến hơn 300 đứa con, mà đâu phải chúng được bình thường khỏe mạnh như con người ta. Đứa thì khiếm thính, khiếm thị, đứa sứt môi, hở hàm ếch, có đứa lại bị bại não, thần kinh. Có đứa lại được chị nhặt về trong tình trạng côn trùng cắn đốt dữ dội, nên đã bị khuyết tật một phần thân thể. Những mảnh ghép dở dụng của cuộc đời cứ thay nhau lấp đầy trái tim vốn đã trống trải tình thương từ lâu trong chị, đến nỗi có nhiều người đã gọi chị bằng một cái tên vừa quen vừa lạ: thùng rác đời thường. Cũng đúng thôi, thùng rác của chị luôn sẵn sàng chứa đựng, nâng niu tất cả những thứ mà nhiều người coi là gánh nặng, là của nợ, và họ sẵn sàng đem đi dứt bỏ một cách không thương tiếc. Dù chưa biết phải xoay sở ra sao để nuôi nấng chúng, nhưng chị vẫn cứ dang rộng vòng tay để che chở cho các con. Vì hơn ai hết, chị hiểu rằng nếu mình không làm như thế thì cuộc đời của các em rồi sẽ bị vùi dập giống như mình. Thì Tiểu Hương vẫn mong rằng mở được một cái nơi y tế để mà chữa trị, cứu các em, ngoài ra cứu những người tàn tật và chữa bệnh cho những người họ ái mộ mình, và những tạo điều kiện cho các bác sĩ của mình có những cái đồng lương để mà họ đổ xăng, để mà họ tiếp tục duy trì, để mà giúp đỡ. Ngày tháng cứ thế trôi qua, các con chị vẫn lớn lên từng ngày trong sự bình yên, hạnh phúc đủ đầy. Nhưng chúng đâu biết rằng mẹ của chúng phải luôn từng ngày đối mặt với biết bao thử thách nghiệt ngã của cuộc đời, bao câu chuyện buồn thương, dở khóc dở cười, bao điều thêu dệt thị phi của người đời. Nhiều người khi nghe kể lại thậm chí còn không tin nổi vì nó quá bi kịch, nhưng kết quả lại quá kỳ diệu. Kỳ diệu bởi chữ nhẫn và chất thép trong chị luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Chị thật sự xứng đáng là một bông hồng thép trong cuộc sống hôm nay, là tấm gương sáng cho cuộc đời.